em đang có mặt tại thị trấn Ba Tri, đến đây để ghi hình đang bán bò giùm cho bà con. Thì em cũng xin thông báo đến quý cô chú anh chị và các bạn luôn nha, em đang có chuyến xe gom bò về tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông. Thì cô chú anh chị và các bạn nào ở hai tỉnh thành trên mà có nhu cầu muốn mua bò giống ở em thì cứ liên hệ với em để chốt bò, để em tranh thủ sắp xếp đằng xe nó về chung chuyến để nhẹ bớt cái phần kinh phí vận chuyển nha cô chú anh chị và các bạn. Đó thì cũng thông báo với bà con cô bác để có nhiều cô chú anh chị và các bạn ở xa quá rồi sợ cái kinh phí vận chuyển thì em cũng tạo điều kiện để cho bà con chúng ta nhẹ bớt cái phần nào kinh phí vận chuyển để về chúng ta tiếp tục chăn nuôi ha. Rồi thì bây giờ em đang có mặt tại cái này thuộc về dòng giá, đúng rồi, dòng giá của Ba Tri nha cô chú anh chị của các bạn. Đó, đang đến đây để ghi hình đang bán giùm cho anh này mấy con bò. Rồi thì bây giờ em xin mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta theo chân em hướng mắt về màn hình để chúng ta có thể theo dõi những cái video của em, những cái hình ảnh của những con bò và cập nhật giá cho cô chú anh chị và các bạn nha, cập nhật giá bò cho cô chú anh chị và các bạn. Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với cái video tiếp theo của em. Thì hiện bây giờ em đang có mặt tại Ba Tri, Bến Tre. Ba Tri đó, gần thị trấn Ba Tri. Đến đây cái nhà của anh này trong đây nè. Đó, nhà của anh trong kia kìa. Mà hiện em đang đi vô trong, thấy ở đây có cái chuồng dê. Chuồng dê này chuồng dê của anh luôn ha. Ở đây đa phần anh nuôi dê. Đó, này nuôi dê dỗ béo nhiều lắm. Đó, giờ cho bà con chúng ta coi nè. Ồ, hết biết rồi. Đồng bên kia nữa. Nhiều lắm. Nè mọi người coi đó thấy không? Bên kia nữa là nhiều lắm. Đó, giờ mình đi vô ha. Mình coi cái anh nuôi bò. Anh bán bò gì? Ở đây cái chỗ này là anh để nấu tắm á cho mấy con dê ăn. Đó, rồi. Ở đây nè. Anh hôm nay anh muốn bán hai bò. Con kem Pháp, cao lai với con bò cái xin. Đây các bạn, chúng ta coi ha. Mình thấy mình thích, mình muốn mua thì mình cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại em để trong hình. Đây, bò cái xin này, con bò này thì nó dao động tầm khoảng từ 12 13 tháng ha. 12 tháng tuổi. Rúng đầy đủ chân móng nè, con sò cầm móng. Đó, nói chung là sái tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh. Bò này thì anh tiêm ngừa hết trơn, đầy đủ hết nha cô chú anh chị bạn. Này tiêm vaccine lông màu lỡ móng tổ trùng đầy đủ hết ha. Xin lỗi mọi người, nghe điện thoại khách hàng đó. Dạ luôn nghe. Ừ, nó có bò hồi tối em hỏi xe giùm anh có còn không em? Bò gì vậy anh? Con bò gì vậy anh? Con bò đực mà qua em đang bán 2.300. À, con bò đực đó em chốt, em chốt về Đắk Lắk rồi. Trời ơi, giờ tối em nói em quên á, rồi cái bắt đầu cái khách ở Đắk Lắk người ta chuyển tiền cọc cho em rồi cái em quên mất tiêu rồi. Trời ơi. Thì giờ tối thì anh hỏi là có gì thì anh chuyển cọc được, anh đừng nghĩ bò nó bị bỏ thai đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ anh thông cảm nghe, mình đợi dịp sau ha. Anh tìm Úc Ba Tri. Dạ anh tìm YouTube á, Úc Ba Tri hay là Facebook cũng được nữa. Dạ em đang quay phim, có gì mà nói chuyện sau nghe anh. Đây của chú anh chị và các bạn, trước mắt chúng ta là hình ảnh của bò cái lai xin ha. Ở đây bò cái lai xin này thì nó được 12 tháng tuổi rồi. Đó, con bò này thì bây giờ em sẽ báo giá trực tiếp cho cô chú anh chị và các bạn luôn. Con bò này thì có giá là 20 mấy? 22. Con này nó có giá 22 triệu chú anh chị và các bạn. Bò này nó phù hợp túi tiền với tất cả mọi người. Những anh, những chị, những cặp vợ chồng mà chúng ta mới ra riêng ha, hay là những cô bác, anh chị nào mà có ý định nuôi bò thì cái giá này rất là phù hợp với mọi người. Con bò bé lớn bự chảng luôn ha, chà bá luôn, có 22 triệu. Cái lai xin đây, rúng yếm lại đủ ha. Đó, chân móng nè, móng sò. Bò này nuôi tầm khoảng 4-5 tháng nữa là có lông trắng luôn nha.
Rồi bây giờ mình qua kế bên có một con phi kem Pháp nè. Có một con kem Pháp này thì nói chung là tướng tá thì khỏi chê. Bò này khá là đẹp luôn. Con kem Pháp này là khá là đẹp luôn. Chân móng nè của chú anh chị bạn. Chân móng sò. Chân móng sò cầm đứng. Rúng yếm là đầy đủ luôn. Nó coi vàng rúng nè. Vàng rúng này hơi bị đẹp luôn nha. Để em mở góc quay ra cho mọi người coi cho kỹ nè. Nè, rúng nè, vú nè. Đó. Cận cảnh đến từng cái vú của nó luôn của chú anh chị bạn. Con này là con kem Pháp Charolais. Con này là nó được 6 tháng tuổi rồi. Nghe. Rất là đẹp luôn ha. Thả đòn dài thứ nhất, thứ nhì là chân móng hoàn thiện, rúng yếm đầy đủ, bài bản, lưng đôi, dây đôi ha. Con này hiện đang bán với giá là 16 triệu của chú anh chị các bạn. 16 triệu. Rất là đẹp luôn. 16 triệu thôi của chú anh chị các bạn. Cái giá này là phải gọi là rất là phù hợp với mọi người. Đó. Giá này phù hợp với mọi người ha. Chiều dài nè, chiều dài thả đòn, sái nghiêm chỉnh luôn. Đó, bây giờ em nói mọi người nghe nè, con này đầu chuỗi nữa nha. Con người, con bò này đầu chuỗi nữa nha. Đó thì con 16 im hay là sùm hết chứ. Đó, thì con bò này 16 triệu nha. Thì cô chú anh chị các bạn biết rồi. Bây giờ 16 triệu mình bỏ túi á thì mình xài cũng hết. Mình bỏ 16 triệu một túi mình xài cũng hết đúng không? Bây giờ mấy anh mấy chị mà riêng á. Đó, chúng ta bỏ 16 triệu ra. Chúng ta mua con bò này về. Sáng cái mình cắt. Cái chiều cái mình cho nó hốt cho nó miếng rơm. Đó, cứ ngày qua ngày. Đó, 16 triệu năm này qua năm nọ là bắt đầu ra. Mình tạo được mấy một cái nguồn. Mình tạo được một cái nguồn thu nhập thụ động ha. Nó giúp cải thiện kinh tế gia đình. Đúng không? Chứ giờ mình cầm 16 triệu trong túi là mình lay quay là mình xài hết trơn à. Nhưng mà mình mua con bò, ví dụ mình mua con bò cái thì về là nó đẻ rồi. Sang năm cái mình có con bò bê con, đúng không? Đó thì mình sẽ có nhiều cái thu nhập. Nó mình cải thiện được kinh tế rồi. Chứ giờ mà mình bỏ trong túi 16 triệu là mình xài hết. Nó chỉ 16 triệu thôi chứ anh chị các bạn. Có một con bò cái rất là đẹp luôn. Từ chân móng cho tới dai đùi đít ha. Tới cái đuôi nó cũng đẹp luôn chú chị bạn. Mình coi con bò nó đẹp tới cái đuôi nó cũng đẹp nè. Mình nhìn thấy. Mình nhìn coi cái đuôi nó nè. Đó. Cô chú anh chị các bạn thấy không? Cái đuôi nó đẹp. Đây, dai đùi đít thì khỏi chê rồi. Bò cái này, bò cái mẫu luôn á. Mình coi cái dàn dậu của nó nè. Bò này nó khá là nó dễ của chú chị bạn. Coi cái lườn của nó nè, cái mỏ cày á. Trộn bò khá là dễ luôn. Nói chung là em lại gần nó, em mò gờ chỗ nào cũng được. Mình coi nó nè, tướng tá nè. Con bò như thế này mình không mua con bò gì đâu. Đúng không? Con bê này chỉ 16 triệu thôi nha. Bò thì em nói với cô chú anh chị các bạn á, nó vô giá trị. Có nghĩa là sao? Con bò nó đẹp á, thì mình không có định giá được nó đâu. Người ta phải nói là mình thích mình mua thôi. Chứ mình không có nói được con bò này mắc hay là rẻ. Tại vì con bò nó đẹp mà mình đâu biết được con bò nó. Phải như cái cục thạch đó thì mình biết được. Còn con bò nó đẹp thì mình thấy thích thì mình mua thôi. Con bò này 16 triệu của chú anh chị các bạn. Kế bên đây là con bò cái Lai Xin nè. Hồi nãy em nói là con bò này nó được 12 tháng tuổi phải không? Về mình nuôi trong vòng đó tầm khoảng mấy tháng? 4-5 tháng có. Mình có dư tinh rồi. Mình nuôi 4-5 tháng sau là bắt đầu mình có dư tinh này ha. Bò này nói chung thì sái nghiêm chỉnh nè. Màu á thì liền màu. Bốn cái chân á là khú đen nha. Bốn cái chân khú đen. Nhóm sừng sái nghiêm chỉnh luôn. Bò cái Lai Xin nha. Con này nói chung là bò này không phải là bò ốm. Không phải là bò ốm nha. Bò này nó hơi gầy chút xíu thôi chứ không phải. Nó cũng đủ thịt. Cái mà mình nuôi nó mập quá đôi khi nó cũng dở. Mình nuôi những con bò này thì mình nó hơi gân gân như thế này là nó đẻ sai. Còn mà nuôi mập quá nó lười lên giống, nó làm biến lên giống cái gì mà. Rồi, thì từ nãy đến giờ thì em cũng giới thiệu đầy đủ về hang bò này rồi ha. Thì bây giờ em sẽ cập nhật về. Rồi mình la đi. Dạ dạ.
giờ em cập nhật về chiều cao cho cô chú anh chị và các bạn ta biết nha. Hồi nãy đến giờ á là cái con bò này nó la om sòm chừng em nói là nó dẹp cái đài của em luôn á. Nó bây giờ em đo chiều cao cho bà con cô bán bà coi, tại mới vô giày nó cái cột nó ngoài đây, cái cột mẹ nó trong chuồng á, đâm ra là nó la om sòm hết trơn nha. Để em đo chiều cao cho bà con cô bác chúng ta coi ha. Mình coi cái mình nhắm mình mua được hay không. Nếu mà mình mua được thì mình cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại em để trên màn hình nha. Con bò này có giá là 16 triệu, còn con lai xin bên kia có giá là 22 triệu. Đây, bò này thì nó được 6 tháng tuổi nha cô chú anh chị các bạn. Mình đo thử tại phía sau sân khu nè cho bà con cô bác ta coi. Khi mà mình mua á là mình cũng phải đo trước ở nhà, mình coi cây con bò út nó đo vậy đó, mình đo ra bức tường hay là cây cột gì mình coi cây con bò này chiều cao tầm này là mình mua được hay không. Nếu mua được hãy gọi cho em nha, chứ để nhiều khi em giao tới bà con nói con bò này nó nhỏ quá so với tình hình không có ăn. Em là cô bán đâu đó phải rõ ràng như thế này nè, nó hình ảnh công khai về chiều cao phải đo trước cho bà con coi luôn. Bò này chiều cao là tại phía sau xương khu của nó là dao động khoảng 1m04. Còn con bò cái lai xin chiều cao tại phía sau xương khu của nó là 1m02 đó cô chú anh chị các bạn. Con này chiều cao 1m04 nè, còn con này chiều cao 1m02 ha, tại phía sau xương khu nè ha. Mình vui lòng mình đo trước ra cái bức tường hoặc là cây cột xong á, rồi mình hãy xác định là coi mình có chốt hay không, rồi mình điện thoại cho em nha. Rồi thì hồi nãy đến giờ thì em đã cập nhật đầy đủ thông tin cũng như là hình ảnh của con bò này rồi. Thì cô chú anh chị các bạn nào nhắm mua được thì cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại em để trong màn hình. Bây giờ em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã và đang xem cái chương trình của em. Thằng ấy kính chào và hẹn lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.